Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày đây sẽ đến mau mà thôi. Không xa vời nữa đâu, vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Vương đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhạc Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ thuộc trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích rất đẹp, ngang 5, sâu 13 m, được xây dựng với kết cấu 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 toilet, có khu vực sân thượng sau để phơi đồ. Hướng nhà mình là hướng đông nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Đây là con đường. Con đường này thì rộng khoảng tầm 3m, 3m rưỡi gì đấy nha, đường xe ba gác nha mọi người. Cách trục đường chính Quang Trung khoảng tầm 100m thôi. Nhà mình với một bề ngang rất là rộng, ngang tới 5, sâu 13m. Ngoài này chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt và một khoảng sân đậu xe gắn máy dài được khoảng tầm 1m8 nha cả nhà. Ở đây chúng ta có thể đậu được lên tới khoảng tầm 3-4 chiếc xe máy ngoài này. Bên trong này chúng ta sẽ có một bộ cửa sắt cực kỳ dày và chắc chắn luôn. Đây sẽ là khu vực phòng tiếp khách. Nhà mình được tặng lại khá nhiều nội thất nha. Chúng ta có sofa, bàn ăn, trên thì có giường, nệm, tủ quần áo và có máy lạnh luôn. Hướng chính, hướng đông nam nha. Được bố trí trần thạch cao, đèn chùm. Tường bên tay trái chúng ta sẽ được ốp gỗ. Ngang 5, sâu 13. Bây giờ anh chị kiếm một căn nhà ngay trung tâm đường Quang Trung, phường 10, ngay sát với ngã năm trồng chó mà diện tích này giá chỉ có 4 tỷ 700 triệu đồng thôi thì không còn nữa rồi. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp về tới bên em nha. Giá bán của căn nhà này chỉ có 4 tỷ 700 triệu đồng. Giá vô cùng rẻ luôn. Toàn bộ tầng trệt thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80, gạch màu trắng và tủ sẽ là tủ nhựa, được tặng lại bếp ga kèm với máy hút khói luôn. Trên có trần thạch cao, đèn chùm và có đầy đủ tranh treo tường. Ngang 5 sâu 13m, nhà mình giá bán chỉ có 4 tỷ 700 triệu đồng. Một cái giá vô cùng hợp lý cho những quý anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở khu vực trung tâm phường 10 này. Ở khu vực này thì chúng ta di chuyển về các quận lân cận như là Phú Nhuận, quận 1 thì rất là gần và tiện nha. Nhà mình kế bên với sân bay luôn. Phòng khách làm rất đẹp nha mọi người. Trang trí cực kỳ hoành tráng và sang trọng. Chúng ta cùng nhà đất Bắc Hưng di chuyển lên khu vực bên trên nha. Cầu thang được ốp đá hoa cương. Có 3 phòng ngủ, 3 toilet nha mọi người. Phòng ngủ cũng rất là rộng. Có sẵn máy lạnh, giường 1m8. Phòng cực kỳ lớn này. Ở khu vực này thì đầy đủ tiện ích xung quanh nha. Phòng rất lớn.
Bên ngoài thì chúng ta sẽ có một khoảng ban công trước ở lầu 1. Khoảng này thì chúng ta có được chủ nhà bố trí trang trí rất đẹp, có cây xanh và bàn cũng như là một cái xích đu nhỏ nhỏ nha. Đúc rộng khoảng tầm 3 mét. Đối diện có một cây lộc vừng rất mát nha mọi người. Và nhà mình thì đã có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ rồi. Chúng ta mua có thể vay ngân hàng được khoảng tầm 3,5 tỷ. Cùng Hưng di chuyển sang phòng ngủ số 2 nha. Quý chị nào đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm chuông nha mọi người. Đây là một căn nhà 3 phòng ngủ giá rẻ còn sót lại tại trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Phòng ngủ rất lớn nha. Phòng phía trước thì lớn hơn. Có giường kệ tivi, bàn trang điểm đầy đủ nha mọi người. Hai phòng dùng chung một toilet. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực bên trên, khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 và khu vực sân thượng sau để giặt và phơi đồ. Trên này có một toilet này này, là 3 cái nha. Và phòng phía trước thì vẫn vậy, vẫn rất là lớn luôn. Đấy, có đầy đủ nội thất trong nhà. Kệ tivi, máy lạnh, tủ quần áo và giường 2 mét. Phía sau chúng ta có khu vực phòng giặt đồ, phơi đồ ở đây. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Anh chị nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào.